Lê Ngọt đây, Lê Ngọt đây. Mà anh bảo xa xíu đi. Bảo thối gì anh? Cái cây này nè. Hoàn thành đi. Tất cả hãy gian ra, ta đến đây. Võ Lâm cao thủ xuất hiện. Dọn vô, dọn vô. Cái gì đây? Trong thời trai nguyện quyết tâm người người đua tranh dân hoàng anh hùng tòi lắc đi ai bắt đáng tội đi ai bắt đáng tội không cái quần áo mua bắt đáng tội không hai quần đại bán dạo thôi mà làm gì lố quá vậy không biết rồi đó hả ở đất Thượng Hải này buôn bán cái gì cũng phải có hình thức người ta mới mua chứ ai cha xoài lắc đi tàu hủ thối đây xoài lắc đi bắt đáng tội đi Rẻ. Coi kìa. Hả? Tiểu thư đẹp nhất bến Thượng Hải đang tới kìa. Hả? Hai Quỳnh à, làm ơn bán cho muội một hũ xoài lắc và hai bịch bánh tráng trộn. Hai Quỳnh à, Hai Quỳnh làm gì nhìn mũi dữ vậy? Không ngờ lại còn tồn tại một người phụ nữ có nét đẹp nam tính như vậy. Hai Quỳnh à, có bán không vậy? Được, có ngay, có ngay. Đây, đây, hai bịch bánh tráng trộn của tiểu thư đây. Cảm ơn. Xoài lắc của tiểu thư đây. Cảm ơn. Tất cả mình chỉ lấy 2 đồng thôi. À, đây. Tôi chỉ lấy 1 đồng thôi. Nếu vậy thì chúng ta không nên lấy tiền đâu. Thôi, tiểu thư lấy luôn cái giỏ của tôi luôn đi. Ta cho tiểu thư cái giỏ này luôn. Cứ cầm đi. Tính ra hôm nay anh em mình bán hết sớm quá hả? Phải rồi. Mình ra ngoài kia làm chén rượu chứ hả? Chắc chắn rồi. Đi, đi rồi. Khoan đã. Hai Quỳnh à, muội chỉ cần những thứ mũi cần thôi. Hai Quỳnh đưa gì dữ vậy? Khách giáo quá. Cái này của Quỳnh nè. Phải rồi. Cái này cũng là của Quỳnh. Phải rồi. Cho mũi xin 2 cái xô. Mấy em ơi, mấy em ơi. Chị vừa dụ được 2 thằng ngu. Nè, nhớ nha, đem cái này về bán đi. Nhớ là phải bán trước cửa nhà chị đó nha. Dạ. Cảm ơn Hai Quỳnh. Thôi mũi xin cáo từ. Kỳ dạ. Làm ơn cho tôi qua. Đi đâu mà dội mà vàng. Nàng có thể đi ăn mì cay với ta được không đó hả? Nè, là cái gì vậy? Mới gặp mà đã sổ sàng như vậy rồi. Cái này là thiếu hành động thông minh. Bảo trọng tí đi. Hả? Có gì đâu mà không bảo trọng đó hả? Nè, nè, xin hãy giữ bảo trọng cho tôi nha. Tử à, xin hãy giữ tự trọng cho người ta đi hả? Đúng rồi, giữ tự trọng cho người ta đi. Mình không thể làm như vậy đâu. Giữ tự trọng đi. Xin Hai Quỳnh hãy giữ tự trọng cho muội. Xin lỗi tiểu thư. Con tử à, con tử nhìn đi. Vị tiểu thư này nhìn sơ là biết con gái nhà lành, sẽ không thích hợp ăn những cái món như mì cay đâu. Nếu như công tử có lòng, mời 2 thằng đệ đi. 2 thằng đệ sẵn sàng đi ăn với Quỳnh đó hả? Đúng rồi, chúng tôi sẵn sàng đó mà. Cho hỏi, Quỳnh ăn mì cay tới cấp độ mấy rồi? Ta có thể ăn tới cấp độ 6 rồi đó. Ê, thật là cười bắp. Nói cho Quỳnh biết, xoài lắc của đệ đã cay cấp độ 9 rồi đó hả? Còn đệ để trộn bánh tráng, có bữa cay lên cấp độ 10, cấp 11, giật cấp 12, 13, biển động nhẹ. Tầm nhìn xa không còn ai trông thấy. Vậy chúng ta có thể đi ăn được chưa nào? Mời Quỳnh, mời Quỳnh. Ê, Quỳnh à, tại sao đi ăn mì cay lại đi vào hướng này vậy hả? Đúng thì rồi. Đi rồi sẽ biết đi hả? Ây da, cái gì vậy? Không mời người ta ăn thì thôi, tại sao lại đánh người ta chứ? Thật là vô liêm sỉ. Cái gì? Vô liêm sỉ à? Ta sẽ còn vô liêm sỉ hơn đó. Nè, ngươi tính làm cái gì vậy? Ta la lên đó. Phải rồi. Tiểu thư ơi, la lên cho người ta đến cứu đi. La lên đi, la lên đi tiểu thư. Ta la đây. La rồi đó. Trời ơi, tiểu thư à. Nè. Tiểu thư la như vậy rồi ai mà tới cứu được tiểu hả? Tiểu thư mà càng la, ta càng thấy phấn khích đi mà. Nè, anh đã. Nhìn công tử này, nhìn người ta như vậy mà lại thấy phấn khích. Người ta là con nhà lành đó.
Muốn làm gì? Thôi làm hai thằng đệ đi. Đúng rồi, làm đi đi. Làm đi mà. Vậy nha. Không có thì thôi, làm gì ghê vậy? Làm gì ghê vậy? Ta đổi ý rồi. Ta sẽ tiêu diệt hai tụi bay trước. Ta để đi, để đâu có ý gì đâu hả? Làm đã mà. Đừng làm vậy mà. Đừng làm vậy. Dừng tay. Trời ơi. Tiểu Tư à, chúng ta được cứu rồi. Ngươi là ai? Lòng băng lòng lầu. Ngươi là ai? Mòn lý. Hai cái người kia có lỗ tai tại sao không dùng để nghe, để chân chơi cho vui hả? Người ta đã giới thiệu rồi đó. Cho nghe lại cái khúc đó đi anh. Lòng băng. Anh ta tên là Lọt Băng. Hả? Lòng lầu. Cái họ là Lọt Lầu. Nghe rõ chưa? Cái tên gì nghe lộn xộn vậy? Hả? Kể cho ngươi, ngươi cản đường ta là ngươi phải chết. Đây là cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, nó đâm một tay. Đinh lên, đinh lên. Hai giờ nó chém hụt nè. Trời hơn quá, tiếng nữa là chết luôn rồi. Ta thu luôn cái kiếm, lấy kiếm đó luôn đi. À, cô nương à, cô nương có sao không đó hả? À, cô nương à, cô nương có sao không đó hả? Để nói một câu được không? Lọt Lầu sư huynh mà kết hợp với té giếng tiểu thư thì rất là hợp đôi. À, cô nương à, cô nương có sao không đó hả? Tại sao lại cứu ta? Ai, vì ta rất ghét thấy cái cảnh mà đàn ông hất hà hiếp phụ nữ, con cái bất hiếu cha mẹ, cha mẹ thì sinh con ra thì bỏ rơi bỏ rứt, có người thì giết trâu giết chó, giết cả chó luôn. Có thấy ta tàn ác quá không chứ hả? Có tàn ác quá không chứ hả? Huynh có bị điên không hả? Người ta nói một câu rồi huynh trả lời một nẻo. Huynh có biết huynh nói như vậy xã hội người ta sẽ nói huynh ra sao không? Nói ra sao hả? Ta xin lỗi. Nói lại đi, nói lại cho đàng hoàng đi. Tiểu thư à, tiểu thư có sao không đó hả? Tại sao lại cứu ta? Ta đã nói rồi, ta rất ghét nhìn cái thấy cái cảnh mà đàn ông hà hiếp phụ nữ, con cái bất hiếu cha mẹ sinh con cái ra rồi bỏ rơi bỏ rứt, con người thì giết trâu giết chó, có thấy tàn ác quá không hả? Có tàn ác quá không hả? Sư huynh à, hai người nhây quá cỡ đỡ không được. Một người thì có một câu hỏi hoài, một người có một câu trả lời hoài. Tiểu thư à, làm ơn hỏi câu khác cho khán giả có cái gì để coi đi hả? Người tên gì? Anh ta tên là Lọt Banh Lọt Lầu. Ta tên Văn Cường. Thầy, ta tên Trình Trình. Còn để tên là Đinh Lực. Đinh là của chữ Đinh, thể hiện cho sự mạnh mẽ. Còn Lực là lực bất đồng tâm, cho nên không làm được gì hết. Còn Đệ, Đệ là Lưu Minh, Minh của sự thông minh. Còn Lưu là Lưu Bang, có nghĩa là học giỏi mà vẫn ở lại lớp đó mà. Đa tạ ơn cứu mạng. Làm ơn nhận hai thằng Đệ đi theo để kiếm cơm sống qua ngày đi đó hả? Thôi được rồi, hai Đệ hãy đứng lên trước đi đó hả? Cảm ơn. Ta không dám nhận hai Đệ đâu. Ở cái đất này bây giờ làm ăn rất là khó khăn. Bởi vì vậy, công ty mỹ phẩm Hoa Màu mới vừa cho ra đời một sản phẩm, đó chính là keo dán chuột. Keo dán chuột không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường và có thể tái sử dụng nhiều lần. Lực à, có thể mua giúp giùm anh một miếng được không đó hả? Để không đỡ nổi huynh. Minh à, ở nhà có chuột không? Mua giúp giùm anh một miếng đi. Để còn không có nhà để ở là chỉ có chuột chứ hả? Rồi, cúi hẻo anh luôn. Cái gì vậy? Huynh xuất hiện ở đây là để gặp một cô gái tên là Trình Trình, không phải để nó bán keo diệt chuột đâu. Có thiệt gì không? Và hai người sẽ kết đôi với nhau đó. Như vậy à? Phải rồi. Như vậy sao không chịu nó sớm? Cô đi mất tiêu rồi, lấy đâu mà cua? Trình Trình à, quay lại cho đúng kịch bản đi. Em hỡi, em là ánh sáng soi soi trong tim anh. Văn Cường, mũi nghe người ta đồn Quỳnh bán keo dán chuột đúng không? Đúng rồi. Bởi vậy mũi có một món đồ muốn tặng cho Quỳnh. Cái gì đó hả? Là hai con chuột.
Hai con chuột này sẽ chứng nhân cho tình yêu của chúng ta. Nó sẽ dán chặt giống như là con chuột dính trong keo dính chuột đó hả? Thiệt là hạnh phúc quá đi. Cường Cường, cá Trình, Trình Trình. Như vậy là chuyện tình Giang Cường và Trình Trình đã bắt đầu. Và nghe nói họ yêu nhau được một thời gian rất lâu, 9 tháng 10 ngày. Thế nhưng chuyện đời không ai có thể biết trước được. Một thời gian sau, họ lại phải ly tán. Cái khúc này là tập 15 ở trong phim. Trình Trình à, anh muốn rời khỏi bến Thượng Hải. Anh vừa nói cái gì? Tại sao anh lại đi? Tại vì ba của em buôn bán ma túy, triệt hết đường sống của anh em tụi anh. Ba của em bán ma túy đâu có liên quan gì tới anh. Tại tiểu thư không chịu suy nghĩ cho kỹ thôi. Đại ca bán keo dính chuột, còn ba của tiểu thư bán ma túy. Tí là chuột đó. Giành đất làm ăn của người ta, làm sao người ta chịu được triệt đường sống của người ta luôn rồi. Đã như vậy còn không cho anh Cường mở địa lý bán keo dính chuột, chẳng lẽ bắt anh ấy bán dạo hoài sao? Cường Cường, Trình Trình, muội xin lỗi. Hai chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn đi. Trình Trình, muội sẽ ra bến xe miền Đông bắt xe đi Hồng Kông. Trình Trình, Cường Cường, Lật Lật, Mình Mình, chúng ta bỏ trốn đi. Đi rồi. Bao giây hết chỗ này cho tao. Chết rồi, người ta tới bắt cóc mùi đó. Chết rồi, làm sao đây? Làm sao để? Làm gì làm? Mình phải bảo vệ cho đệ đó. Bảo vệ cho đệ nữa. Hai đệ phải bảo vệ cho ta đó. Rồi ai bảo vệ cho ta? Người ta tới bắt cóc ta mà. Chết rồi. Mà. Mày biết ở đây đã có Giang Cường rồi. Đừng ngọc hiếp tụi tao. Đi đi. Có nghe không hả? Chà. Bác trai à? Bác trai à? Con lỡ lời, con không biết là bác trai tới đây đâu đó hả? Là muốn chết hả? Chà, hãy tha cho bọn họ đi. Lúc nãy bọn họ cứu con đó. Tha cho tụi bay một lần đó. Cảm ơn bác trai. Giang Cường, tại sao? Tại sao mày lại dám phản bội tao? Lại còn dắt con gái tao bỏ đi trốn hả? Không, cái này là con tự nguyện mà. Ông truy hết đường sống của anh em chúng tôi. Như vậy thì chúng tôi đâu có còn đường để sống nữa hả? Mày muốn bỏ đi à? Muốn bỏ đi thì hơi khó à. Trình Trình. Cha. Trở về đây với cha. Cha. Nhanh lên. Trình 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 Trình. Mùi xin lỗi. Cường Cường. Trình Trình. Cường Cường. Trình Trình. Cường Cường. Trình Trình. Muốn rời khỏi đây thì hãy bước qua xác của Sơn Khẩu. Sơn Khẩu à? Ta là Sơn Khẩu, anh trai của Sơn Tùng ATM, và là con của nữ thần mặt trời, và là một võ sĩ đạo chân chính. Dạ. Dạ. Phân đã. Tự nhiên mới ra giới thiệu Sơn Tùng đã tự sát là sao cha? Quên. Cái gì vậy? Đứng lên hết đi. Giang Cường, người ngon lắm. Người định bỏ trốn, trong khi đó người đã đập thằng em ta tan nát như vậy, người thấy không? Đâu có, em bị tai nạn giao thông mà. Cái thằng khôn nhà giải chợ, mày đã hại em tao. Tao sẽ trả thù cho em tao. Đúng rồi. Này, vậy là tụi mày không coi tụi tao ra gì rồi. Phải rồi. Mày có ngon hả? Hôm nay tao cho mày đổ máu tại đây. Anh Cường lên đi. Hay quá. Một mình đại ca có thể đánh được hết bọn đó, thiệt là hay quá. Đại ca, người giỏi lắm. Người dám tiêu diệt hết đàn em của ta. Tụi bay vào vị trí. Ta là Sơn Khẩu, anh trai của Sơn Tùng ACNM,
là con của nữ thần mặt trời và là một võ sĩ đạo chân chính. Thôi dạ tôi đã tao tính nói là tao tha cho các ngươi mà sao không nói sớm. Có lẽ chúng ta hơi vội. Tụi bay rốt cái nhóm này cái nhóm gì đâu đó. Đại ca, một mình đại ca có thể tiêu diệt được hết như vậy chúng ta không cần phải trốn nữa rồi. Đánh lận lực, đánh lận lực, lận lực, đánh lận. Cái đoạn này là tập 33 em hết dài. Đánh lận, đánh lận, đánh lận. Ta mới là bá chủ lận, đánh lận. Ông bắn bạn tôi. Đinh lực, mày dám bắn tao à? Đinh lực, ông dám bắn bà em của tôi à? Cha, Quỳnh dám bắn cha muội. Cường cường, Cường cường, muội không có ý đâu mà cường cường. Cường cường, cường cường, cường cường. Tại cái chân, tại cái chân. Mày chết đi. Hả? Quên là mùi hết hồn. Thiệt là ghê quá đi. Thiệt là ghê quá đi. Trên trên. Ta đã tàn sát. Ta không thích sống nữa. Tại sao lại bắn ta? Con đường mới yêu cầu, còn ý kiến gì nữa? Tự nhiên à, đang đứng nói chuyện, ai bắn chỉ thiên làm hết hồn té xỉu. Bây giờ đứng dậy thấy chết hết trơn. Cái gì kỳ vậy? Bây giờ chỉ còn có một mình ta hay sao? Còn ai sống nữa hay không hả? Sống để chia sẻ với ta. Ta rất vui. Thấy Quỳnh à, hãy chia sẻ với ta. Ta hết sức xin lỗi. Ta không ngờ ta ôm mạnh như vậy. Như vậy là một mình Đinh Lực ta sẽ thống trị cả bến Thượng Hải. Đó gọi là máu nhuộm bến Thượng Hải. Thật sự là rất đáng khen cho tiết mục vừa rồi của X-Pro. Chưa bao giờ thấy một bộ phim nào có kết thúc mà đoạn hậu, vô hậu như cái gì rồi. Dạ. Dạ ngứa quá, dạ. Các bạn xuất sắc quá. Hai tình huống nè, hai lời nè, và bám sát vô cái bộ phim Bến Thượng Hải. Và bạn còn mỗi một lần vậy bạn còn thuyết minh nó ở tập mấy. Nói chung là các bạn rất là sàm. Mà sàm rất là dễ thương. Thầy ơi, thầy sàm nhất là bạn nữ. Trình Trình, bạn giả gái không có lồng lộn như người ta. Và không hề cố tình một chút xíu nào. Diễn rất chân thật, rất nhã nhặn. Và lại rất duyên dáng. Và chúc mừng các bạn. Ngày hôm nay thì tôi nghĩ là các bạn không thể nào mà bị trừ một gem điểm nào với ban giám khảo hay ban bình luận. Tôi tin là như vậy á. Các bạn ra làm Thư rất là bất ngờ. Và thực sự các bạn xử lý cái miếng khẩu súng rất là hay. Tôi tưởng là tới đó là hết rồi mà không nhây quá. Bắn cái gì mà ai cũng có súng ra bắn. Ở đâu ra súng đâu dồi dào vậy trời. Trời Thượng Hải mà trời. Nhưng mà biết không, rất là thật. Còn nếu các bạn chỉ cần cố tình chút xíu là hết duyên liền, đúng không? Dạ. Thư. Dạ đúng rồi thầy, đúng rồi thầy. Được một cái bạn rất thành công bởi vì sao biết không? Bạn rất tin. Bạn rất tin, bạn là con gái mà bạn rất nhẹ nhàng, mọi thứ đều nhẹ nhàng. Không biết nữa Thư, không biết nói gì. Tiếp mục các bạn nữa, một cảm xúc duy nhất ở trong Thư là cực đã. Yeah, cảm ơn đồng Thư rất là nhiều. Có lẽ ít khi nào trên sân khấu mà có một cái đoạn náo kịch kinh khủng như vậy. Náo nhưng mà chuẩn xác trong từng chi tiết. Miếng hài ở đâu mà các bạn làm liên tục liên ra fan. Tôi là tôi thở không được luôn á. Tôi cười đến nỗi mà tôi nói trời, làm sao cho nó dừng lại đi chứ, vậy rồi sao thở. Đúng là kịch bản Bến Thượng Hải thì các bạn đã có rồi. Và cái người dẫn dắt các bạn và cái sự đoàn kết của các bạn để đi đến những cái điều này. Đậu. Tuyệt vời.
Nó là sự gắn kết và kèm theo đó nó lại có hai cái nhân tố nổi bật, đó là bạn Đức và Tính. Cười đến mức mà nước mắt phải lau liên tục, cười từ đầu đến cuối không được nghỉ. Mình bảo mong các bạn cho tôi nghỉ 30 giây thôi để cho tôi lấy lại hơi đã. Cái hài của các bạn hết sức sạch sẽ mà hoàn toàn bất ngờ. Các bạn rất tỉnh, các bạn nói những điều rất phi lý nhưng rất tỉnh, giống như một cái câu rất đơn giản. Hết trốn theo anh, em ra bến xe miền Đông để đi Hồng Kông. Ở đâu ra mà muốn nói cái gì nói vậy? Hãy chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn đi. Trình, Mũi sẽ ra bến xe miền Đông bắt xe đi Hồng Kông. Các bạn đang diễn hài tình huống và cái điều mà các bạn đã thu phục hết tất cả chúng tôi ở đây là các bạn diễn rất bất hợp lý nhưng các bạn rất tinh. Các bạn đã đem đến cho toàn bộ chúng tôi những cái tiếng cười rất là sảng khoái. Cái tiêu chí mà cười thư thái, từ cười thoải mái, cười sảng khoái có đủ hết tất cả trong cái tiểu phẩm này. Trên sân khấu không có cảnh trí, không có cái gì hết trơn mà mọi người vẫn tin. Tin hoàn toàn, tin hết tất cả mọi thứ. Giờ em không biết phải nói gì hơn. Cực đã! Và chúc mừng Israel đã chinh phục được rất nhiều tình cảm của tất cả quý vị khán giả. Và đặc biệt là giám khảo khó tính nhất của chúng tôi là cô Thanh Thủy cũng đã phải dành rất nhiều tình cảm dành cho các bạn. Hãy cố gắng ở những chặng đường tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.